Như thường lệ vào tối chủ nhật hàng tuần, Xuân Tú rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. 10 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thêm 76 dự án đầu tư mới, trong đó thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao. Doanh nghiệp khắc phục khó khăn về giá nguyên vật liệu tăng cao, đảm bảo xây dựng dự án đúng tiến độ. Nhiều ưu đãi về thuế áp dụng cho doanh nghiệp đầu tư vào trong các khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên. Cuối chuyên mục là phóng sự gỡ khó cho doanh nghiệp đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Khắc phục khó khăn do giá cả nguyên vật liệu tăng cao, làm đội vốn chi phí xây dựng. Trong khi đó, thị trường bất động sản đi xuống, công ty Hồng Hải là chủ đầu tư dự án chợ và khu nhà liền kề tại hai xã Đại Đồng và Việt Hưng, huyện Văn Lâm vẫn đảm bảo tiến độ xây dựng theo kế hoạch đề ra. Dự án triển khai xây dựng từ năm 2022 có quy mô 3,8 hectare. Đến nay doanh nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng và khuôn viên cây xanh, công trình công cộng. Chủ đầu tư chúng tôi đang phấn đấu làm hoàn thành khu chợ chính, khu chợ ngoài rời hoàn thành trước năm 2024 để đảm bảo hoạt động. Hiện các địa phương trong cả nước đang đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cũng như tiến độ xây dựng các công trình dự án, tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thì những nỗ lực của doanh nghiệp Hồng Hải khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ xây dựng dự án theo đúng kế hoạch đề ra sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã và các xã lân cận khi đi vào hoạt động. Qua 10 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên thu hút 76 dự án đầu tư mới, tăng 12 dự án so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 35 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 11.000 tỷ đồng và 41 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn hơn 455 triệu đô la Mỹ. Đồng thời có thêm 88 dự án điều chỉnh tăng vốn. So sánh với 10 tháng của năm 2022, có thể thấy số dự án và số vốn đầu tư trong nước giảm, ngược lại thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Lũy kế đến hết tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có 2.182 dự án còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký trên 323.000 tỷ đồng và 6,75 tỷ đô la Mỹ. Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, vừa qua chính phủ đề xuất tiếp tục gia hạn chính sách giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6 năm 2024 với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang chịu thuế suất 10%. Thời gian qua, Hội Doanh nghiệp Văn Lâm trở thành hội điển hình toàn tỉnh nhờ hiệu quả hoạt động của hội đạt được nhiều kết quả trải đều trên các mặt. Được thể hiện từ công tác phát triển hội viên, cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp hội viên tiếp cận vốn vay, tiếp cận đất đai cho đến hoạt động xúc tiến thương mại, tập huấn, nâng cao quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, trong phong trào xã hội từ thiện, các doanh nghiệp hội viên trong huyện đã ủng hộ với số tiền hơn 13 tỷ đồng, xây dựng trên 20 căn nhà đại đoàn kết và ủng hộ các loại quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Hội doanh nghiệp huyện Văn Lâm hiện có hơn 70 hội viên, đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm cho gần 5.000 lao động và có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cái thu ngân sách của huyện Văn Lâm chúng tôi là nhiều năm liền là đóng góp là trong cái top đầu của tỉnh. Thế và cái trong cái đóng góp đấy thì có cái đóng góp rất là lớn của hội doanh nghiệp, để đóng góp vào cái thu ngân sách. Vừa qua, một đồng hành cùng doanh nghiệp nhận được phản ánh của công ty Phát An Khang tại Hưng Yên. Đây là doanh nghiệp đang thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bảo Khê ở thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Theo nội dung phản ánh, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bảo Khê hoạt động từ năm 2003. Từ khi bắt đầu hoạt động đến lần cấp phép gần nhất vào ngày 8 tháng 1 năm 2021 và có hiệu lực đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, cửa hàng đều hoạt động liên tục chưa bị gián đoạn. Từ khi hết hạn đến nay, doanh nghiệp đã 3 lần gửi hồ sơ xin cấp lại nhưng do thiếu các giấy tờ và phải dừng hoạt động từ hơn 10 tháng nay, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Trong đó có yêu cầu bổ sung hoàn thiện tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng như giấy phép xây dựng, giấy phép sửa chữa cải tạo công trình, văn bản xác nhận tính hợp pháp của công trình kinh doanh xăng dầu. Theo lập luận của doanh nghiệp, lần gần nhất vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, cửa hàng vẫn được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Thời hạn cấp có hiệu lực đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2022. Từ thời điểm giấy chứng nhận hết hiệu lực đến nay, cửa hàng không sửa chữa, thay đổi gì. Là cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã hoạt động liên tục
từ gần 20 năm nay. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn sớm được các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ tháo gỡ để sớm đưa cửa hàng hoạt động trở lại. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm đó là chính sách ưu đãi đầu tư khi đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên. Cùng với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ, lực lượng lao động có tay nghề thì doanh nghiệp khi đầu tư vào khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên còn được hưởng nhiều ưu đãi khác. Sau đây mời quý vị và quý doanh nghiệp cùng đến với nội dung chia sẻ của ông Nguyễn Tuân, giám đốc công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ, là chủ đầu tư khu công nghiệp số 5. Dù đang xây dựng hạ tầng nhưng đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước ký biên bản ghi nhớ thuê đất. Khu công nghiệp số 5 của chúng tôi tọa lạc trên cái cung đường là mà khoảng 2,8 cây số trên mà đường nối hai đường cao tốc, một mặt là tiếp giáp với quốc lộ 38. Thì tổng diện tích của chúng tôi ở đây là 192,64 ha. Tính đến thời điểm này thì cơ bản mặt bằng chúng tôi đã giải phóng xong. Chúng tôi đang triển khai thi công hạ tầng thì theo kế hoạch đến 31 tháng 12 năm 2023 là cơ bản là hạ tầng kỹ thuật của tôi chúng tôi sẽ hoàn thành. Các nhà đầu tư sẽ được hưởng những cái chính sách chung của tỉnh áp dụng cho khu công nghiệp số 5, như là đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì là được miễn 2 năm, giảm 50% của 4 năm tiếp theo. Bên cạnh đó thì khu công nghiệp số 5 thì cũng miễn cho các nhà đầu tư tiền thuê đất hàng năm là tới tháng 1 năm 2037. Ngoài ra, doanh nghiệp và đầu tư thuộc nhóm ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư sẽ được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm thuế 50% trong 9 năm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được miễn thuế nhập khẩu, tạo tài sản cố định và đầu tư hạ tầng đến hàng rào khu công nghiệp phục vụ doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra về lĩnh vực môi trường, trong đó có việc khắc phục những hạn chế về quản lý, phân loại, thu gom và xử lý rác thải. Rất cần những cơ chế, chính sách gỡ khó cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, từ công tác giải phóng mặt bằng cho đến giá để thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Theo kế hoạch, dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 600 tấn và rác công nghiệp 800 tấn ngày đêm của Công ty Cổ phần Môi trường Công nghiệp TNT bắt đầu triển khai từ năm 2018 trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm sẽ hoàn thành trong thời hạn 24 tháng. Nhưng phải đến giữa năm 2023, dự án mới hoàn thành giải phóng mặt bằng. Vì vậy, dự án triển khai chậm tiến độ là điều không tránh khỏi. Các sở ban ngành cũng như là ủy ban tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư là điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng như là cái công nghệ để làm sao nhanh chóng để thực hiện cái việc ký kết với cả đối tác để thực hiện cái việc xây dựng lắp đặt cái công nghệ đốt rác phát điện này để sớm đi vào hoạt động là theo đúng như là yêu cầu của tỉnh đã đề ra. Đại Đồng là khu xử lý chất thải đi vào hoạt động sớm nhất tại tỉnh Hưng Yên do doanh nghiệp đầu tư từ năm 2008. Theo công nghệ ban đầu, rác thải được thu gom xử lý bằng chôn lấp và phun chế phẩm. Khi diện tích các bãi chôn lấp rác trong khu xử lý đã đầy, từ năm 2019, doanh nghiệp đầu tư bằng công nghệ đốt. Tuy nhiên, công suất cũng chỉ gần 200 tấn ngày đêm. Theo doanh nghiệp, với công nghệ tương tự, mức giá Hưng Yên đang áp dụng là 440.000 đồng một tấn, đã bao gồm thuế VAT. Hiện mức giá này thấp hơn các tỉnh lân cận như Thái Bình, Bắc Ninh từ 15 đến 30.000 đồng trên tấn. Uôn Côi 1 thì có hai cái kiến nghị thẩm định và ban hành cái đơn giá xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bằng phương pháp thiêu đốt phù hợp với cái chi phí phát sinh thực tế tại đơn vị. Thứ hai nữa thì cũng nhanh chóng triển khai là quy hoạch bổ sung thêm các cái khu xử lý chất thải sinh hoạt. Trong đấy có quy hoạch cái ô chôn lấp cho xỉ phát sinh từ cái quá trình xử lý chất thải sinh hoạt. Bình quân mỗi ngày, các địa phương trong tỉnh Hưng Yên phát sinh gần 800 tấn rác thải sinh hoạt. Chỉ có gần 500 tấn trong số trên được xử lý bằng công nghệ đốt lẫn chôn lấp. Số còn lại tồn đọng chưa được thu gom xử lý, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân nhiều địa bàn. Hiện toàn tỉnh mới có 3 trên 5 dự án xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt có chủ đầu tư đã đi vào hoạt động, số còn lại đang triển khai. Việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng chôn lấp đã lạc hậu, tốn diện tích và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh.
Đốt là công nghệ được các nước tiên tiến áp dụng. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai và thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt còn chậm, chưa thu hút được doanh nghiệp có quy mô lớn và đầu tư. Vì vậy, gỡ khó cho doanh nghiệp và đầu tư nhà máy xử lý rác theo công nghệ đốt là đòi hỏi cần thiết để thu hút được nhiều doanh nghiệp có tiềm năng cùng tham gia để nâng cao cạnh tranh cũng như hiệu quả thu gom xử lý rác thải phát sinh tăng dần qua từng năm. Thời lượng dành cho chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Quý doanh nghiệp cá nhân có những thông tin cần phản ánh, quảng bá trong chương trình, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Xin chào và hẹn gặp lại.